mật đây. Đó. Bật 5 ra mọi người. À. Hi, mình xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì hai anh em mình lại tiếp tục đi săn ong bắt ong nhanh mọi người. Thì hồi hôm mình có đi mình gặp được mấy ổ ong ruồi và có một ổ ong lớn. Ong khoai. Rồi, mọi người cùng đi với mình nhé. Ok. Đây nó hơi trời sáng tối tí. Rồi, mình lên đây. Cây này hơi nhỏ ra. Có cái nào mình dốc ở trên đất. Cái vườn này là mấy đứa hơi bị động à. Ô, bớt thuốc à. Không mặc mũi khó coi đó. Bình tĩnh nha mấy em. Vít xuống rồi mọi người. Coi, gãy. Vít xuống đi. Gãy á. Này giống giống khỉ leo cây quá. Đủ vi xuống được không? Có gì đâu, rớt xuống là xuống chỗ anh về. Lòi ra. Cái này tan khói quá. Gãy. Vít xuống đây. Gãy luôn à. Vít xuống đây. Vít xuống được không? Gãy này là gãy luôn đấy. Nhê. Yeah. Vít xuống đây. Không được đâu. Lên tí nữa vít xuống được. Còn không lấy con dao chặt đi tí đi. Rồi. Rồi. Xuống đây. Rồi. Rồi. Buông ra. Hết thuốc. Dạ. Dép tớ đâu rồi? Còn lấy dép cái. Tí nữa tính sau. Chân dính hết ngay rồi. Đó. Đau quá. Đỗ đi. Đỗ dép đi. Dính ngay. Đáng viết nó xuống rồi, mệt quá rồi. Đừng có ấy chứ. Đừng có phang thấy. Đây là cận cẩn của ong nha các bạn. Đi xuống đây. Gần gãy. Đến dao cắt đây. Nhảy xuống quả. Nhảy xuống quả. Rồi xong, đi cái xác luôn. Đấy, bỏ luôn cái xác đi. Không, để rồi. Để cái đất trước đi. Cái để gài anh đế rồi phật lại cho nó. Sao? Cười to quá. Cười to quá.
thêm cái này, thêm cái chảo. Khoan nào, phải không? Đưa đưa đưa. Sao móc rồi? Buông. Móc khó. Sao ở đây? Móc rồi đấy. Rồi. Chứ chịu cũng dùng luôn. Chứ chịu nổi không? Công nhận. À, rồi. Cái này nó mà vậy đi. Đã xem cố gắng trước. Đây, mùa này nó ít quá rồi người. Không được nhỏ. Còn ổng dừa này trên này nữa nè. Mình sẽ bắt luôn nha. Và ngay luôn. Camera man, cắm. Lên. Sau một thời gian leo lên thì cái ổ ong này, thấy mọi người, ong rùa mặt được chút xíu. Đây này, treo này. Thôi để lại nó đây. Đó, em nó trên đó mọi người. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lên mình bắt nhé. À. Rồi, bên này thì chắc là khó bắt mọi người. Mình sẽ qua bên này mình bắt. Qua bên này nó qua hơn. Dễ trèo. Đây, nó trên kia mọi người. Đó. Rồi, giờ mình đuốc xong rồi mọi người. Mình sẽ lên bắt. Đấy, quay. Ủa cái này vậy ạ? Nhưng mà ong ở Đồng Nai này nó dữ mà. Mình không thể khinh thường nó được. Trang bị đầy đủ. Đừng khinh thường nó. Đó, đẹp trai mà. Đúng yếu quá. Đây một miếng giết. Rồi đấy mọi người này. À. Mình lên tới à, mình thả khói ra nó bay ra này. Đây, mật đây. Đó. Mật nằm ra mọi người. Đó. Oh.
Rồi, giờ mình sẽ cầm máy bắt nha. Nóng quá mọi người. Rồi, cái mặt thôi mọi người. Nghe đã. Mặt này nó cũng nhỏ mọi người, không to đâu, ít à, cộng thôi, sữa, đó mọi người. Rồi thì mình cũng lấy được mặt mọi người. Rồi mình xin tạm dừng video đây mọi người. Nếu mọi người thấy video của mình, bắt đầu của mình hay, đừng quên cho mình xin một like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ cho Vinh ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người clip sau. Bye.